Em xin kính chào tất cả các bác yêu Lan trong phiên buổi tối hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2021. Hôm nay thì nhà em cập bến thêm rất là nhiều những dòng hàng hoa lan đẹp chơi xuân chơi Tết. Và thời điểm này là cái thời điểm các bác ghép lan rất là ok và vận chuyển đi xa khá là an toàn. Em sẽ chú tâm nhập thêm nhiều mặt hàng thuần và những dòng hàng sưu tầm để giới thiệu đến các bác nhé. Và hai số điện thoại đặt hàng 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Ngoài cung cấp hoa lan thì em có bán thêm cả những dòng chế phẩm phân thuốc dành cho hoa lan. Và ngoài ra thì cái bộ sản phẩm tưới lan thì đang được miễn phí ship toàn quốc với giá là 460.000 ạ. Trong quá trình đặt hàng các bác muốn tư vấn thêm thì báo em nhé. Và thực sự cái thời điểm này gửi hàng đi nó cũng khá khó khăn hơn đấy so với bình thường. Khi các bác đặt hàng thì lưu ý giúp em là có thể thời gian đi sẽ như những thời điểm trước đây hoặc là có thể chậm hơn 1 đến 2 ngày nhé. So với cái thời điểm này nó đường vận chuyển nó hơi khó khăn. Đây ạ, có những cái đơn hàng mà đóng hàng xong xuôi rồi gửi đi xa, gửi bên vận chuyển người ta còn trả về đấy, tại vì người ta không nhận hàng á. Đặc biệt là trong khu vực ở miền trong thì hiện tại là người ta không nhận hàng mất rồi. Sau đây thì em điểm qua luôn nhé. Hôm nay rất là nhiều mặt hàng, em sẽ đi lần lượt từng loại và báo giá chi tiết các bác. Có thời gian thì em sẽ livestream vào buổi tối. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu các bác một cái dòng cây, nó không phải thuộc dòng cây lan mà nó dòng cây cảnh, cây gọi là cây treo, gọi là làm xanh bóng mát, xanh khuôn viên rồi xanh cái văn phòng của mình, đó chính là cây không khí nhá. Cây không khí này thì rất là nhiều các bác hỏi. Cái này nó chỉ bán có một thời điểm nhất định nó không phải là lúc nào cũng có. Không khí đợt này là em về cây to, một bụi của nó rất là to. Các bác nhìn này, tay em cầm này. Dòng này khi ra hoa thì thân lá của nó sẽ chuyển sang cái màu nó hơi màu gọi là màu trắng trắng này. Còn nếu mà bình thường khi chưa hoa thì nó lại chuyển là màu xanh. Đấy, hàng này có hoa nữa các bác nhá. Đây, có hoa. Hoa của nó đa dạng, có màu tím, màu trắng và nhiều màu khác. Cây không khí bụi to như vậy em bán là 70.000 đồng một bụi. 70.000 đồng một bụi cây không khí to. Đây, rất là đẹp luôn, bụi to đùng này. Cái này về các bác treo, lấy cái dây các bác treo móc nối ấy. Cái này chỉ cần phun sương thôi, không cần phải trồng bất cứ một cái giá thể nào. Hoặc là các bác để trên bàn, để trên một cái chậu, và phía dưới là để một chút nước để cho nó không hơi nước nó bốc lên. Cây phát triển xanh mát, để trong nhà của mình nhìn nó không gian nó xanh, sạch đẹp luôn ạ. Cây không khí rất là nhiều các bác thích. Đấy, nhiều nơi người ta bán cây kiểng ấy, là người ta cũng hay bán những cái dòng cây cảnh như thế này. Em thấy là nhiều khách người ta quan tâm nên em cũng có lấy thêm về để giao lưu các bác. Tiếp đến là những cái bảng hoàng thảo vôi tím thân mập nhá. Đây, những cái bảng vôi này ghép vào trong cái giò này rồi. Rất là đẹp luôn. Vôi rất là nhiều thân. Hàng bây giờ là cái thời điểm mùa thu và bắt đầu là những cái hàng thân thòng nó sẽ rơi đi vào cái tình trạng là đứng ngọn, thắt ngọn và bắt đầu xuống lá nhá. Một số những cái lá vàng các bác thấy xuất hiện ở trên đây đó chính là những cái thân của nó sắp xuống lá và sắp để cho hoa. Đó, một bảng nhiều thân như vậy, hoàng thảo vôi tím. Đây, bảng khá là dài đẹp này. Em bán là 200.000 đồng một bảng nhá. 200.000 đồng một bảng hoàng thảo vôi tím. Hoa tím đậm và dòng này thì thân, đây là dòng thân nù, thân mập. Đây, một số lá nó vàng này, thắt ngọn nó vàng lá này. Đấy, một bảng rất là to, ghép sẵn rồi, năm nay chỉ việc chơi thôi. Đấy, có những bảng to vĩ đại luôn này. Đây là hoàng thảo vôi tím đậm. Hồ điệp lá biên kẻ phát tài. Một trong những cái dòng cây mà người ta chơi thân chơi lá. Và dòng này là dòng hoa phân nhánh nhá. Dòng phân nhánh rất là sai hoa. Mỗi cốc nhỏ xinh cây tơ này em bán là 55.000 đồng một cốc nhá. 55.000 đồng một cốc hồ điệp lá kẻ phát tài. Hàng đẹp, hàng mới về. Đen Đô Xuân mới về thêm một cái lô hàng rất là chất lượng các bác nhá. Hàng này là hàng chơi Tết, chơi xuân, chơi Tết đây. Ở Đen Đô Xuân thì lô đợt nào về thì hầu như là cây của nó, một chậu của nó rất là to, bự. Thời điểm dịch giã này em cũng để giá rất là khuyến khích cho mọi người nhé. Đấy, Đen Đô Xuân bình thường Tết một chậu đẹp như vậy cũng phải 250 một chậu. Đây, hôm nay về cái lô hàng hầu như là chậu rất là nhiều thân, cây đứng ngọn và chuẩn bị lá, đó, thắt ngọn xuống lá. Một chậu nhiều thân Đen Đô Xuân mập đẹp như vậy em bán là 200.000 đồng một chậu. Đấy, giá mùa dịch chỉ có 200.000 một chậu bự thôi. Theo những cái phiên thông thường thì nó từ 220 đến 250 một chậu tùy loại. Hôm nay em bán đồng giá 200.000 nhé. Giá rẻ mùa dịch các bác nhanh tay tranh thủ mua thời điểm này. Để vài thời điểm nữa mà khi mà xe cộ bắt đầu lưu thông là giá sẽ không có như vậy đâu ạ. Damari, một dòng hàng của Thái Lan. Hoa rất là bền và rất là thơm. Hoa của nó màu trắng và họng của nó màu cam.
hoặc là màu đỏ cam. Đấy, cây của nó đợt này lô nó cao to đẹp nhá, với giá là 170.000 đồng một chậu. Damari rất là chạy hàng, còn một vài giò ạ. Vũ nữ ong chúa nhá. Vũ nữ ong chúa dòng hoa phân nhánh, dòng này thì hoa thơm. Đây ạ, cái cần hoa của nó nếu mà dài nó phải đạt từ 80 đến 1 m, 80 cm. Hiện tại thì hoa của nó vẫn tiếp tục đang phát triển chiều dài. À, một chậu ong chúa đang nụ hoa như vậy em bán là 190.000 đồng một giò. Cái này thì còn có cái tên gọi là vũ nữ tai thỏ, tại vì cái lá của nó lá nó rất là to, nó như cái tai thỏ này. Đấy, 190.000 nhá. Corat Koki nhá, mới về thêm lô Corat Koki nữa này, hôm trước em cháy hàng hết rồi. Đây Corat Koki đợt này cây to này, cũng là cây như hôm trước này, nhiều cặp lá. À, một cây Corat Koki như vậy với giá là 170.000 một cây. Lấy hai cây còn 160.000 nhá. Dòng này bông to, sai hoa và rất là thơm. Nó cũng cùng anh em họ hàng với Cửu Bảo Tiên ạ. Bông rất là to, siêu thơm luôn. Ở Đai Châu nhá, Đai Châu thì em có thứ nhất cái dòng Đai Châu hồng gấm. Ở dòng này hoa Tết và một năm có thể cho đến 2 lần hoa. Đây là size cây nhỏ nhá. Loại size nhỏ này thì em bán là 170.000 một cây. Đó, 170.000 một cây, lấy 3 cây tính còn 160.000. Ngoài ra thì em có cái loại hồng gấm loại VIP. Loại VIP này thì chậu của nó cây to, bản lá to, trồng chậu gỗ đây ạ. Cái hồng gấm VIP này thì thứ nhất là cây nó to hơn hẳn và thứ hai là bản lá nó to hơn nhiều. Trồng trên gậu gỗ nhá. Dòng hồng gấm này thì em bán là 290 một giò. Hàng này bán rất là chạy hàng. Đấy, nếu các bác cảm thấy là cái số tiền 290 nó hơi quá thì các bác có thể lấy sang cái loại size nhỏ hơn, thì các bác về trồng nó cho sang chậu gỗ thì nó sẽ tôn lên rất là nhiều. Đây là Đai Châu hồng gấm, hoa rất là đẹp. Và tiếp theo đây đó chính là Đai Châu đốm. Đai Châu đốm này hôm nay lại về thêm này, cây to. Trời ơi, một cây cây Đai Châu đốm này các bác nhìn này, chiều dài lá nhá, chiều dài lá một bên này, hơn một gang tay và cây của nó nhiều cặp lá nhá. Hàng Thái này bình thường là hơn 200 này. Đấy, hôm nay em bán cho mọi người 170 thôi. 170.000 một cây Đai Châu đốm, hàng rất là chất lượng, đẹp. Châu Như lưỡi bẹt nhá, dòng hàng chuẩn hoa. Hàng này thì đã có mặt hoa rồi, vừa rồi là có bán hoạt hoa đây. Các bác nhìn cái thân vừa rồi, thân già bán mặt hoa này. Và bây giờ những cái mầm gốc nó lên tầm 3 đến 4 mầm gốc một bảng. Một bảng 3 đến 4 cái mầm gốc cơ. Mặt mầm gốc rất là mập và dài, hàng chuẩn chỉnh nhá. Hàng bẹt này giá trị cao. Em bán với giá là 240 một bảng thôi ạ. 240.000 đồng một bảng, Châu Như đã bẹt bảng 3 đến 4 thân. Hoa rất là thơm. Đấy, tiếp đến giả hàng hoa hồng đỏ, hôm nay về thêm một lô hàng này. Và các bác biết rồi, thời điểm này nó đang xuống lá nhất, thắt ngọn, vàng lá, xuống lá và chuẩn bị sắp tới cho hoa. Giả hạc hoa hồng đỏ là một trong những cái dòng hàng mà hoa rất là đẹp. Những cái năm trước ấy, những năm trước thì dòng này nó rất là hot. Và mỗi bảng này thì em chưa phân hình đâu, nhưng mà giá nó sẽ dao động từ 200.000 đến 300.000 một giò nhá. Ghép trên bảng dớn, thân mập, rất là nhiều thân hoa. Đây là dòng hoàng... giả hạc hoa hồng đỏ. Các bác muốn xem chi tiết thì ngày mai em sẽ lên chi tiết cho các bác, hoặc là các bác muốn xem thì em sẽ gửi Zalo hình ảnh và chụp hình cho mọi người ạ. Và tiếp tục lại về thêm một lô hàng cát nhé. Cát Lai Gia hôm nay lại về thêm hầu như là những cái hàng bụi khủng, vừa rồi là cháy hàng. Đầu tiên cái màu hot nhất mà em xin giới thiệu các bác đó chính là dòng cát hồng cánh sen. Cái dòng hồng cánh sen này thì nói chung là về đẳng cấp hoa của nó thì vốn dĩ hoa còn cái màu hồng cánh sen nó đã màu VIP, màu đắt tiền rồi. Và thứ hai cái bụi nó rất là khủng, bụi siêu to bự luôn. Lá cao, thân cao, bụi to khủng to đùng. Đấy, cái hồng cánh sen này thì là 280.000 đồng một giò nhá. Hàng rất là chạy hàng. Nó giống như một bụi khủng đấy ạ, giống như một bụi khủng mà hiện tại thì em đang bán ra với số lượng nhiều. Về cùng hồng cánh sen có thêm đó chính là dòng cát đỏ nhung. Dòng đỏ nhung này bụi cũng to. Những cái hàng to như vậy em không thể nào em đếm hết được cho mọi người những cái giả hành của nó được. Đỏ nhung này hay là đỏ tướng quân này, cái bụi của nó siêu to. Đấy, trồng trong một cái chậu mà nó kín mít hết như thế này rồi, về các bác có thể tách ra thành nhiều chậu nhỏ nhá. Những cái hàng cát này có thể tách ra thành nhiều chậu nhỏ, hoặc là các bác trồng nguyên một chậu to như vậy thành một chậu bự. Màu đỏ nhung, đỏ tướng quân này thì hoa của nó màu đỏ đậm, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Màu đỏ nhung này là 250 một bụi này. Siêu to đùng luôn. Đấy, hàng mới về thêm nhá, không phải hàng cũ đâu, hàng cũ đã hết hàng, cháy hàng luôn rồi. Những cái hàng nào màu hot thường thì em sẽ lấy nhiều hơn là so với những cái hàng mà màu thường nhá. Tiếp theo đó chính là những cái màu hồng đại. Bụi hồng đại này là bụi to. Bụi to trồng trong size nhỏ thôi nhưng mà chậu của nó kín, nói chung là nó cũng tràn hết tất cả vườn rồi và mầm gốc lên cũng rất là nhiều. Hồng đại này bông hoa của nó màu hồng và
lưỡi của nó màu hồng đậm. Bông này thì đẹp và em bán là 160.000 đồng một bụi đây. Đây là cát hồng đại nhá, 160.000 đồng một bụi. Hàng bụi to, đấy, hàng về nhiều. Tiếp đến là cát vàng chùm. Dòng cát vàng chùm này thì bông của nó rất là thơm. Ở đây dòng cát hai lá thôi. Bông của nó thì bông nó không phải là dòng bông đại, nhưng mà dòng này thì hoa rất là thơm, màu vàng, lưỡi màu đỏ và thành từng chùm. Ở dòng cát vàng chùm này em bán là 140 một giò nhá, 140 một giò. Số lượng có ít. Đấy, bụi cũng nhiều, thân nhiều giả hành. Và tiếp tục lại về thêm một cái lô hàng cát kim cương xanh. Đẳng cấp luôn, về dòng này thì bụi nó to, dòng kim cương xanh này. Nếu các bác đã từng ngắm một cái mặt hoa của dòng này thì chỉ có mê mẩn thôi ạ. Cái màu xanh của nó rất là mát mắt. Ở kim cương xanh hôm nay về bụi to, đẹp như vậy, giá là 160.000 nhá. Bụi to như vậy chỉ có 160 thôi. Bình thường cái bụi 300-350 nó chỉ có tầm nửa giá hành ở trong một cái chậu này thôi ạ. Và thời điểm này em lấy cái bụi này hầu như là toàn loại to với giá có 160 ạ. Tiếp theo là sao thiên vương. Bông hoa của nó là hoa màu đỏ, lưỡi màu vàng, bụi to nhiều thân. Sao thiên vương này cũng là mặt hoa đẹp, 160.000 đồng một giò sao thiên vương. Cát trắng kim cương nhá. Trắng kim cương sẽ về thêm ngày mai ngày kia về thêm này. Bụi to như vậy với giá là 200.000 đồng một bụi cát trắng kim cương. Hoa thơm, bông đại. Tiếp đến là dòng cát vàng tuyền. Vàng tuyền này bông của nó rất là đẹp nhá, dòng bông đại. Dòng vàng tuyền này là dòng hoa đổi màu. Khi mà nó màu mới nở thì hoa nó vàng tươi, đến khi mà gần tàn ấy nó sẽ đó có màu đỏ cam. Đấy, cái dòng vàng tuyền này, dòng hoa đổi màu, 160.000 đồng một giò nhá. Một số cây còn đang có mèo nụ đây. Lô đợt này thấy có một số cây đang có mèo nụ. Vàng tuyền này 160.000, hoa đổi màu. Tiếp đến thì có một số những màu khác nữa như là màu cam này. Màu cam này thì thân lá của nó đây. Những cái chậu này, này cũng nhiều thân. 130.000 một chậu và hoa cam. Đây là cát cam nhé. Màu cam là 130.000. Tiếp đến đó chính là màu xanh này. Màu xanh cũng 130.000. Đây là màu xanh. Lá ngắn, bông đại, 130.000 một bụi. Đấy. 130 một bụi màu xanh. Tiếp đến là màu đỏ. Màu đỏ này cũng 130.000. 130.000 bụi màu đỏ nhé. Cái này hàng phân màu hết rồi. Và có duy nhất một màu hồng này. Màu hồng này là cái màu mà bụi nó thân nó rất là mập, nhưng mà lá nó hơi bị giòn, nên vận chuyển về của em là nó hay bị kiểu như nó bị dập lá. Riêng cái màu hồng này lá nó xấu nhất. Đây là hàng này đang nhẽ là 130, nhưng mà em sẽ thanh lý cho các bác là 90.000 nhá. 90.000 đồng một chậu màu hồng. Dòng màu hồng này hoa đẹp, bông đại, nhưng mà nó bị kiểu như lá nó hay bị lỗi như thế này các bác nhé. Hàng nào lỗi lá nhiều em sẽ thanh lý cho các bác với giá 90.000. Đây là dòng màu hồng. Tiếp đến là những cái giò kiếm đỏ. Hàng kiếm đỏ này bụi nó rất là nhiều tép. Nhiều tép, nhiều giả hành nhá. Với giá em bán là 230. Lá láng, dòng kiếm đỏ hàng hot, 230.000 đồng một bụi. Còn đây là kiếm phan trí ạ. Kiếm phan trí hàng gieo hạt. Đấy, mỗi chậu kiếm phan trí này là 130. Xem nào. Kiếm phan trí hàng gieo hạt này là 150 một giò nhá. Hàng lá ngắn nhá, 150.000. Còn bên đây là xanh Huế này. Xanh Huế hôm nay cũng về có ít thôi. Nói chung là hàng về nó hơi khiêm tốn. Mấy cái hàng gieo hạt này 150.000 nhá. 150 một chậu, gồm 2 tép. Thường từ 2 tép trở lên. Đây ạ, phan trí thì nhiều hơn. Brass nhá. Brass hoa vàng. Hoa vàng đốm này. Dòng brass hoa vàng này nó rất là đẹp. Một bụi như vậy nhiều thân, 120.000 đồng một bụi nhá. Brass hoa vàng. Hoàng tử áo đỏ ạ. 160.000 đồng một giò. 160.000 đồng một chậu. Cây của nó nhiều cặp lá, cây phong thủy, thu hút tài lộc. Ám Thanh Sơn Phú Thọ em còn vài giò thôi. Hàng ươm ki, mặt hoa đẹp, hàng phi điệp ngày xưa nổi tiếng một thời đây. Ám Thanh Sơn này một chậu 2 ki thì em bán 130 một chậu nhé. 250 được một cặp. 250 được một cặp. Còn đây là những cái mắt ngổ tre tím Yên Lập nhé. Mỗi mắt như vậy đang lên rễ, em bán là 30.000 một mắt. 30.000 một mắt. Em có hai cái chậu trầm rồng đỏ xưa này nhá. Thân của nó, thân thủ rất là đẹp, thân mập. Đây ạ, chiều dài của nó thì đây, nhỏ nhất nó rơi tầm gang rưỡi này. Chậu này là chậu B5 này. Thấp nhất là gang rưỡi, cao nhất là tầm gần 3 gang của em. Chậu này 4 thân dài, hàng hai cái mầm gốc nhỏ ở dưới này. Chậu này 330.000 này. Tết 250 một thân này, giờ 4 thân 330. Chậu này là chậu B mấy nhỉ? B7 này. Giờ này thì rất là nhiều mầm gốc đang lên.
sum xuê mầm gốc. Giò này thì gồm có 2, 4 thân, 5 thân. 5 thân thì 4 thân dài, thân này ngắn hơn một chút xíu. Nhưng mà thân này vượt móc này, thân này phải dài 6-70 cm, 470.000. 250 một thân thì 2 thân nữa là 500.000 rồi. Mà này 4 thân có 470 mà rất là nhiều mầm gốc ạ. Đây có 2 chậu trầm rồng đỏ xưa. Dòng hoa tím đậm. Về thêm một cái mặt hàng siêu hot và phải nói là quá VIP luôn, đó chính là dòng cửu bảo tiên Lai Châu. Cây cao to mà cực kỳ là đẹp nhá, lá xếp rụt rịt đây ạ. Em sẽ cho mọi người xem này, em cầm cái cây để các bác biết này. Cây nó to. Đấy, người cầm này, bộ rễ của nó rất là khỏe, rất là dài. Những cái cây cửu bảo tiên Lai Châu mặt hoa đẹp này, hoa rất là thơm nhá. Bản lá to này, lá xếp mít rụt rịt này. Đấy. Những cái cây này em bán là 290.000 đồng một chậu. 290.000 đồng một chậu cửu bảo tiên Lai Châu. Đấy, dòng này có mặt hoa nhá. Hàng lá xếp này, hàng chơi thân lá đã rất là ok rồi. Đấy, bản lá to đẹp chưa? 290.000 đồng một chậu cửu bảo tiên Lai Châu. Số lượng có hạn thôi ạ. Em có vài chậu thanh đạm Indo, còn vài chậu 180.000 đồng một chậu thanh đạm Indo. Trầm Lai Phi Điệp, dòng Paraxy thân thòng. Hoa thơm đẹp, em gọi đây là hình số 1 này. 120.000. Hàng hoa Tết em bán và bây giờ là bán giống cho các bác nhé. Đây hàng Tết này, hàng Tết 200.000 một giò đấy. 120.000 hình 1 này, hình 2 này, hình 2 thì 100.000. Có một thân mầm đang lên rất là dài, mầm này thì bị hư đầu ngọn. Đấy, 100.000. Hình số 3 120, cũng hai đầu hai thân. Thân này thì rất là dài luôn. Thân này phải dài đến 40 cm. Còn đâu cái thân này nó bị hư đầu ngọn này, 120.000. Đây là dòng Paraxy thân thòng. Em có một cái lô combo đen tô nắng thanh lý nhá. Lô này gồm một, thứ nhất là gồm một cây huyết long đỏ này, hư đầu ngọn, đây mầm bên đây vẫn ok này. Thứ hai là cây bò tím này. Thứ ba là cây vàng tia này. Thứ tư là cây cũng vàng tia nữa này. Và thứ năm là cây saritong. Đấy, 5 cây này với giá là 190.000. 190.000 cái lô này nhá. Kiều Vương Lộc Bắc, Di Linh, Lâm Đồng. Hôm nay về có vài giò thôi ạ. Thân mập, thân siêu mập. Em gọi đây là giò số 1 này. Giò số 1 rất là đẹp, nhiều giả hành, 230.000. Thân mập đẹp, chơi Tết luôn. Giò số 2, giò này thì thân nhiều thân hơn, nhiều thân tơ hơn. Giò này 280.000. Giò số 2, 280. Giò số 3 cũng rất là sum xuê nhá, cũng 280.000. Giò số 3 280 này, thân lùn mập. Giò số 4 270.000. Giò số 4 ạ. 270.000 Kiều Lộc Bắc. Giò số 5 cũng 270.000. Lô đợt này về thân cao mập. Thực sự luôn, có những thân nó phải to bằng cái ngón chân cái luôn ấy ạ. Và cuối cùng giò số 6. Giò này 230 thôi. Thân lùn mập, cũng nhiều thân tơ nhưng mà nó lùn hơn. 230.000 nhá. Có một số những giò Kiều Lộc Bắc mới về thêm. Ngoài ra thì em có cả những giò phi điệp tím nhá, hàng thuần vườn. Hàng này thì hôm nay em có một cái video chi tiết cụ thể rồi, có báo giá các bác video tầm trưa hôm nay. Với giá chỉ hơn 200.000 các bác sở hữu một giò phi điệp tím rất là nhiều thân, rất là đẹp. Đó. Tiếp đến là năm cánh trắng họng hồng nhá. Họng hồng này hôm nay cũng rất là đỉnh luôn. Hôm nay cũng sẽ livestream các bác bán hàng cho các bác cái dòng họng hồng. Cái này sáng mai em sẽ lên cho các bác những cái giò với giá tiền khác nhau. Đấy, họng hồng tá thành Tết không phải là nhỏ đâu nhá. Một chậu hôm nay nhà em là một chậu nhiều thân như vậy. Giá từ 300.000 sở hữu một chậu quá là đỉnh, 246. Nhiều thân nhá các bác nhá. Cái này thì em sẽ lên clip phía sau giới thiệu chi tiết cho các bác. Và hôm nay thì update cho mọi người tạm thời những mặt hàng như vậy. Ngoài ra thì ngày mai về thêm những mặt hàng mới thì em cũng sẽ cố gắng lên cho các bác mới nhất những thông tin về mặt hàng. Còn thời điểm này thì các bác cũng hết sức thông cảm là đi xa thì nó hơi chậm hơn một chút. Và một số các khách ở miền trong là hiện tại là không có thể nhận đơn được, tại vì đi nó chậm, và thứ hai là bên vận chuyển người ta cũng không nhận hàng đâu ạ. Và cảm ơn mọi người đã luôn luôn lắng nghe, và chúc các bác một buổi tối vui vẻ.